Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, thợ săn kho báu. Và hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cây kiếm mình một xíu. Hồi nãy mình có lựa ở dưới cái chỗ mấy bác dân làng thì có một bác bán cho mình cuốn sách Rampaging. Cuốn sách này thì nó sẽ cho mình 10% cơ hội tăng tốc độ đánh khi mà mình chiến đấu ấy, cũng khá là hay đó. Nên mình sẽ ép vào cái cây kiếm của mình liền ha. Đây, Rampaging nè. Hợp lý. Tuy nhiên là mình lại không tìm thêm được những cái bác dân làng nào mà bán những cái quyển sách tốt hơn ấy. Nói chung thì dân làng bán sách ngon hiện tại của mình cũng không có quá nhiều ha. Hy vọng là sắp tới mình sẽ may mắn và có được nhiều bác dân làng bán sách tốt hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ chế tạo một vài thứ cần thiết trong ngày hôm nay ha. Đầu tiên thì mình muốn nâng cấp cây cúp một tí. Hôm nay thì mình dùng cái cây ba sao này cũng khá là nhiều rồi. Nó cũng rất là tốt nhưng mà nó đào cũng chưa được nhanh cho lắm. Nên mình quyết định mình sẽ chế tạo một cái cây cúp kiểu như là siêu nhanh luôn. Cây cúp này công thức nó hơi đắt một xíu thôi. Nó được làm từ một cây cuốc netherite nè. Rồi ba khối netherite nữa. Ồ, nghe công thức là thấy đắt rồi. Đầu tiên là mình sẽ làm cây cuốc netherite trước. Rồi sau đó mình sẽ cho vô đây và ấn công thức của cây cúp này thôi. À, mà nó còn tới 3 khối netherite lận nên mình sẽ chế tạo thêm nè. Hồi nãy mình thấy mình thiếu hay sao á. Rồi còn gì nữa không? À, mình còn thiếu khối magic nữa. Làm thêm 2 khối. Và cuối cùng là ấn công thức thôi. Đó. Như vậy thì mình sẽ có được một cái cây cúp đào nhanh ha. Ui trời. Trời đất ơi. Cái cúp này bự dữ lắm. Cái ba sao mình bị lớn đây đúng không? Còn cái cúp này đúng. Nó bự đâu gấp 5 lần cái ba sao của mình ấy. Còn về khả năng đào của nó thì sao nhờ? Tên của nó là cái cúp đào nhanh đó. Không biết đào như thế nào đây. Ui trời. What the heck. Ui nó đào kinh khủng lắm. Ây da. Đây dùng nha. Nó đào siêu nhanh luôn. Đây hiện tại mình đang ở tầng thứ 6 nha. Nhưng mà có điều nó đào đất thì không nhanh giống như cây ba sao ha. Đó là một nhược điểm thôi. Còn về phần đào đá nè. Đó. Đào như cái máy luôn. Chu choa. Đào hơi bị ghê nha. Ồ, độ bền thì sao? Độ bền nó cũng khá là cao nữa. Xịn thiệt. Nếu mà so sánh giữa cây cúp nè, cây ba sao và cái khẩu súng đào mỏ của mình thì đâu là cái món đồ giúp mình đào nhanh nhất đây? Coi thử coi. Ui, nhưng mà có vẻ cái cây súng với cái cây cúp đào nhanh của mình vẫn là hai cái đào nhanh nhất á. Ra là vậy. Rồi sẵn tiện mình sẽ đi lượn một vòng coi mình có gặp được cái quặng đá kho báu này không nha. Ui, đào được một cục rồi nè. Mình đào nhanh quá, mình chưa kịp thấy cái quặng luôn á. Ồ, như vậy thì mình phải ép thêm cái dòng gia tài vô cái cây cúp đào nhanh này rồi. Với cái cúp này thì mình nghĩ khi mà đi săn kho báu á, mình gặp những cái quặng mình sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian khi mà đào nó luôn đây. Hợp lý thiệt đó nha. Nhưng mà khoan, trước khi ép dòng gia tài vào cái cây cúp đào nhanh này thì mình sẽ lấy một vài quyển sách cường hóa ép vào giáp cái đã. Đầu tiên là mình sẽ chọn ra những quyển sách có dòng bảo vệ ha. Cái bộ giáp hiện tại của mình nó đang thiếu dòng bảo vệ rất là nhiều luôn. Đây có bảo vệ nữa nè. Mình sẽ có tổng cộng là 4 quyển ha. Sau đó ép hết vô cái set giáp. Ủa cái nón có chưa? À nón có bảo vệ rồi, vậy thì không cần nữa. Áo. Áo hiện tại thì có bảo vệ coi lửa nhưng mà mình không ưng cho lắm. Mình có bảo vệ thì chắc nó sẽ bảo vệ tốt hơn á. Nên mình sẽ ưu tiên lấy cái dòng bảo vệ 4 á, thay cho dòng bảo vệ coi lửa luôn. Rồi thêm một cái quần bảo vệ nè. Ổn có chưa? Ổn có rồi. Ok, như vậy là xong rồi. Mình đã có full một cái set đồ giáp rồng, có được bảo vệ 4 nè. Khá là tốt. Giờ mới tới là ép dòng gia tài nha. Ừ, ví dụ cái cúp đầu nhanh này mà mình ép thêm hiệu sức thì sao ta? Ừ, được á. Mình sẽ thử lấy hiệu sức mình ép vô thêm coi. Đã nhanh thì càng thêm nhanh ha. Giờ còn thiếu gia tài nữa thôi.
Gia tài mình xuống đây mình mua cho nhanh ha. Kiếm cũng hơi bị lâu á. Đây, gia tài đây. Rồi, giờ thì ghép vô. Gia tài. Chạm hỏng. Và cuối cùng là hiệu suất ha. Rồi luôn. Bây giờ cái cúp mình nó đào là siêu 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 nhanh luôn á. Siêu cấp nhanh luôn ha. Mọi thứ đều khá là tốt rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị cho công đoạn đi săn kho báu thôi. Mình sẽ lấy một viên pha lê kho báu ra. Ừ, nhưng mà mình hết pha lê luôn hay sao rồi? Ây chà chà, căng rồi nha. Vậy là phải phải chế tạo thêm pha lê đó. Chắc mình sẽ làm hai cái viên pha lê mới vừa. Một cái thì mình sẽ kết hợp với cái siêu này nè, để mình có thể thực hiện cái nhiệm vụ là tiêu diệt boss đó. Còn một cái nữa thì một tí mình sẽ kết hợp với những cái rune. Hôm qua thì mình có thêm nhặt thêm được hai cái loại rune nè. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái rune này. Crystal Cave, hang động pha lê ha. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Rồi, giờ thì làm thêm một viên pha lê kho báu nữa để kết hợp với cái rune đó thôi. Cho viên pha lê vô, cho cái rune vô. Nè, được rồi nè. Mình sẽ có một cái hang động pha lê ha. Cái phòng này không biết là như thế nào đây. Cũng khá là tò mò đó. Một xíu thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Còn bây giờ, tiến hành ngay cái thử thách tiêu diệt boss trong ngày hôm nay thôi. Hôm qua thì mình đã có dịp đánh bại boss Captain rồi. Không biết là hôm nay mình sẽ đánh boss gì tiếp theo. Để chuẩn bị tốt hơn thì chắc mình sẽ lấy thêm táo vàng cường hóa mang theo ha. Mình sẽ đem cỡ 3 trái đi. Đây cũng như là biện pháp cứu vậy đó. Ví dụ mà đánh nhóm không lại là mình sẽ quất liền một trái để cho tăng cái độ trâu bò lên rồi chúng ta xử boss cho dễ ha. Lần này thì mình sẽ bị tăng độ khó, tăng đam và bị yếu. Bị yếu đuối rồi. Trời ơi, xui vậy. Lâu lâu mới có dịp đánh boss mà còn bị yếu đuối nữa. Ui ui, cái gì đây? Con xương. Bây giờ mấy con này nó đánh đau lắm á. Công nhận sau khi mình nâng cấp cây cúp á, bây giờ mình đã có thể đập lòng spawn bên thế giới kho báu nó nhanh hơn rồi nè. Nhưng mà mình vẫn không đập được bedrock nha. Bedrock ở bên đây nó vẫn là một cái gì đó rất là bá ha. Rồi, ở dưới này nó có một cái bánh kem nè. Mình sẽ đập ra để chúng ta thử ăn cái bánh kem này coi. Bánh kem cho mình kháng cự. Thử đào quặng netherite coi. Trời ơi, quặng netherite mình đụng vô cái là bể liền. Quá là xịn. Vậy là sắp tới chúng ta gặp mấy cái hang động mà khoáng sản á, bên thế giới kho báu thì chúng ta có thể thoải mái đào luôn. Thời tới. Thêm một cái bánh kem nữa nè. Wow, đi hai căn phòng ăn được hai cái bánh kem luôn. Đã nha, nhưng mà không có nhiều rương ấy ta. Bữa nay sao mình vô mấy căn phòng này sao nó ít rương thế nhờ. Mảnh giáp nè. Bắt đầu khấm khá hơn rồi đó. Nhưng mà số lượng rương trong phòng vẫn ít nha. Ít hơn so với bình thường rất là nhiều luôn. Đây có rương 2 phút nè. Rương 2 phút cho cái đầu rồng. Được, xin cái đầu rồng luôn. Đây còn có một cái rương 20 trái tim. Wow, hơi nhiều quá nha. Ây da, con nào bắn đi. Đi vô chỗ khác. Đang đổi trái tim mà còn bắn nguy hiểm. Rồi, lấy thêm thuốc hồi phục nè. Rồi còn thêm. Đây, đổ. Trời ơi, tốn quá trời trái tim luôn á. Đây rồi. Từ nãy tới giờ mới tìm thêm được một viên đá đây. Vậy là chúng ta mới tìm được 2 trên 6 thôi hả ta. Căng vậy. Mà căn phòng này nó yêu cầu tới 6 phiến đá lận. Rất là nhiều ha. Captain Buffy nè. Hôm qua mới đánh boss Captain Buffy, nay lại gặp Captain Buffy nữa. Ảo đấy. Cạnh phiến đá thứ 2 là phiến đá thứ 3 luôn. Được. Phải vậy chứ. Và đây, phiến đá thứ 4 luôn rồi. Cố lên. Còn 2 phiến nữa thôi. Đây là rương gì đây? 20 trái tim tiếp. Ok, tranh thủ lúc mà quái nó chưa tràn tới đây thì mình sẽ đổi trái tim liền ha.
Đổi lẹ, đổi lẹ. Đủ chưa vậy? Trời đất ơi, sao tốn nhiều thế? Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm. Bây giờ mình đang yếu máu, cái thành thử ra rất là dễ bị mấy cái con quái nó úp sọt ha. Mà sao rương đánh đổi bữa nay không được nhiều đồ cho lắm nha. Đổi thì nhiều trái tim mà cho đồ thì hơi bị bèo luôn. Bây giờ là tới căn phòng để đố rồi. Mình thích căn phòng này. Căn phòng này thường sẽ cho rất là nhiều rương á. Nó sẽ cần 3 màu hồng, 3 màu vàng, 1 xanh lá và 1 xanh nước biển. Rồi, lẹ. Thời gian có hạn thôi. Hiện tại thì mình đang còn có 6 phút à. Không biết là có đủ thời gian để chúng ta tìm ra nốt 2 phiến còn lại hay không này. Giờ thì tranh thủ lút rương trước nhá. Lút lẹ. Đào siêu nhanh luôn. Lấy hết đồ. Đi ra chỗ khác nha, người ta đang gấp nha. Né ra giùm cái. Ui da. Đi ra. Đây nữa. Rồi, đồ còn cái đống, cất vô liền. Gì đây? Ui, 2 phút thôi, không đổi đâu. Còn có 6 phút mà. Mà còn đổi 2 phút nữa là toan luôn đây. Đây rồi, phiến đá thứ 5. Còn một phiến đá cuối cùng thôi. Thế rồi. Chúng ta đã tìm được, nhưng mà chỉ còn 4 phút. Bây giờ phải đánh nhanh rút gọn. Một trái táo vàng, Hơi vội nha. Rồi, triệu hồi Eternal ra. Rồi, xúc bót thôi. Quá nhanh rút gọn. Bót nè, bây giờ mình hơi bị mạnh rồi. Vô, xúc luôn. Eternal, ôi trời ơi, Eternal mình lật rồi. Một mình xử. Yes, mình vẫn kịp. Ui mà công nhận bây giờ mình cực kỳ mạnh luôn á. Mình xử boss trong một nốt nhạc thôi. Tính ra lần này đánh boss còn dễ hơn boss lần trước ha. Chắc tại bây giờ mình mạnh thôi. Rồi bây giờ thì cùng nhau mở rương nào. Rương boss lần này có vẻ cho hơi ít đồ nhờ. Ít đồ hơn hẳn mọi khi luôn á. Nhưng mà được cái cho mình cái rương huyền thoại thì cũng ok ha. Được. Tạm thời thì cất hết vào trong thôi. Và trong số đồ mình có trong rương thì còn có được một cái chìa khóa ngẫu nhiên nè. Ấy, chà chà, chìa khóa gì đây? Chìa khóa Upalai. Chìa khóa hơi hồng nha. Được, bỏ vô ba lô nè. Lần trước thì mình còn dư một cái chìa khóa thì phải. Mình cất, ở đâu rồi nhờ? Mình nhớ rõ ràng mình còn dư một cái chìa khóa màu vàng mà ta. Thôi xong rồi, mình bị lạc hết một cái chìa khóa rồi. Bên cạnh đó thì mình còn có một cái rương giáp nè. Rương giáp heo khâu, bò địa ngục. Ôi thiệt. Mở ra. À, đây là nó sẽ cho mình set giáp bò địa ngục á. Ui, mình được cái nón đầu bò nè. Hôm bữa hết là đầu ngựa, bây giờ tới nón đầu bò. Trời đất, mở được cái nón rồi. Bây giờ hy vọng nhân phẩm sẽ giúp mình mở thêm được cái áo nha, để có được một set đồ mới đi để đi khám phá nào. Ôi, nó ra cái áo thiệt. What the heck. Đây là áo trong set đồ. Ôi trời. Áo kéo trong set đồ bò địa ngục nè. Wow, lần trước thì mình đã sở hữu set đồ chiến binh ngựa rồi. Hôm nay rồi sở hữu set đồ chiến binh bò sao? Được quá ta. Để mình so sánh đi coi giữa hai set giáp này thì set giáp nào mặc trong nó sẽ quách xà lách hơn. Chẳng qua là set đồ chiến binh ngựa mình chưa có tìm được cái áo thôi. Hy vọng là những chuyến khám phá sau mình sẽ mở ra cái áo trong set giáp chiến binh ngựa ha. Nhưng mà có vẻ cái giáp bò địa ngục rất là ngầu đây. Phần mũi nó có cái vòng mũi luôn kìa. Bằng vàng luôn nhá. Ngầu thiệt sự. Phải mặc. Phải mặc xích đồ này đi khám phá thôi. Đây là một chiến lợi phẩm khá là bất ngờ đối với mình á. Thời tới. Còn về mấy cái rương kho báu thì mình sẽ tiếp tục cất vô. Mình hiện tại đã được 2,
5. Mình đã được 5 cái rương rồi, gán lên. Không lâu đâu chúng ta sẽ có được đủ 9 cái rương và mở trong một ngày á. Khá là háo hức đây. Còn tiếp theo, chúng ta sẽ lấy cái viên pha lê kho báu kết hợp với cái hang pha lê nè. Liệu rằng cái hang pha lê có thực sự xịn hay không? Bây giờ thì cùng mình tìm câu trả lời nhé. Đi thôi. Chuyến này thì được cái gì đây? Lần này thì mình sẽ giảm được cái lòng spawn nè. Nhưng mà mình sẽ bị nhận nhiều sát thương hơn. Chắc mình sẽ tranh thủ mình khám phá nhanh rồi chúng ta đi về á. Chưa, sao tự nhiên mới cái gương đầu tiên mà nó đổi 20 trái tim là mình thấy hơi căng rồi đó. Lúc đổi trái tim thì tuyệt đối không để mấy con này nó áp sát lại nha, không là mệt mỏi. Tiếp tục đổi. Còn 2 trái tim nữa. Cố lên. Mà có mấy con này cũng lại, nó lại gần này để cho mình hút máu lại ha. Rồi xong rồi nè, đổi xong trái tim rồi nè. Một công đôi chuyện luôn. Ui đừng nói Crystal Cave là cái hang này nha. Cái hang này nhìn giống cái hang pha lê lắm nè. Dám lắm á. Có phiến đá luôn. Oh my god. Thiệt á. Nếu thực sự đây là cái hang pha lê thì mình thấy là nó hơi bèo á nha. Thật á. Ôi con Sương bây giờ chạy nhanh thế. Hang pha lê gì mà bèo ghê luôn. Đây là... cánh cửa Ubalai. Và hồi nãy mình cũng mở ra chìa khóa Ubalai luôn. Đúng là có duyên kiểu gì cũng gặp ha. Rồi, vậy là vô tình chúng ta lại có dịp loot đồ trong căn phòng bị khóa này rồi. Rồi, mình đã lấy xong số khoáng sản rồi ha. Đó, cái quặng màu đỏ này nè. Mình đào là nó sẽ mất luôn. Không hiểu phải nâng cấp lên cây cúp gì thì mình mới có thể đào được cái quặng màu đỏ đó nha. Tò mò thiệt á. Trong rương lần này thì có vẻ không cho quá là nhiều đồ. Còn rương tầng trên thì sao? Có khá hơn rương tầng dưới hay không? Trời ơi. Ok, cũng được đi. Nói chung là cũng tạm ha. Ít ra thì mình cũng có thêm một cái quần và một cái áo mới. Lay quay thì mình gần đủ một set đồ luôn rồi nè. Một xíu về chắc cũng phải mở thử coi như thế nào á. Dưới này thì còn có cái rương thử thách. Đánh đổi 2 phút à. Mình còn 18 phút đổi luôn. Sợ gì? Lại thêm 2 phút. Có bịp nữa không vậy? Lần này thì cũng khá là bịp á. Phiến đá thứ 3 rồi. Và phía trên này nó còn có một khối netherite luôn. Được quá nhờ. Còn dưới này thì sao? Dưới này có vẻ... dưới này thì có vẻ không ok la lắm. Dưới nước nó cũng giấu gương các thứ đâu nữa nè. Giấu quặng à, đây luôn. Phía dưới này thì nó còn có cái... cái cổng kết thúc nè. Các bạn, đi ra chỗ khác. Mình ghét các bạn. Lòng spawn hả? Né ra chỗ khác liền. Bữa nay nâng cấp cúp rồi nên gặp mấy cái lòng này là mình đập một cái một hả? Rồi, tranh thủ chúng ta sẽ mở nốt mấy cái rương ở ngoài trước khi mà mình loot cái cổng nhá. Đây, mình sẽ lấy ra que lửa quỷ lửa nè. Rồi chế tạo mắt của Ender. Gắn vào đây một cái. Boom. Rồi, giờ chuẩn bị cái màn loot đồ siêu cấp nhá. Siêu nhanh luôn. Chỉnh qua Van Miner. Nó. Đào một cái một đi hết nguyên hàng rương luôn. Cúp xịn có khác. Đi ra. Thấy người ta nhiều đồ cái tùm tướp hả? Đi ra đi. Ghiền rồi chứ gì. Rồi, cắt đồ vô thôi. Tới luôn rồi nè. Mình đã tới luôn cái chỗ... phiến đá cuối cùng rồi. Mình còn 7 phút lận. Tranh thủ đá thêm ít cái rương ha. Hiện tại thì Ethanol của mình đang ngậm củ tỏi rồi.
Ngỗng củ tỏi nên không thể ra trận rồi. Thành thử ra bây giờ chỉ có hai rồng là ra trận cùng mình thôi. Triệu hồi boss cái nè. Mình thử trận này một mình xúc coi được không? Một mình xúc dư sức này. Boss hả? Boss tụ tí. Boss. Bây giờ là mình mạnh tới mức mình không cần phải nhờ đến rồng hay là Eternal luôn. Sức mạnh của mình ngày càng được gia tăng này. Để xem con boss lần này sẽ như thế nào nha. Lần này thì có cái ổn. Tính ra mình gom một hồi là đủ một set tiệt nè. Mình nói gan luôn, vừa đủ một set đồ để chúng ta mở luôn. Bây giờ thì mình sẽ không chần chờ gì nữa. Mình sẽ lập tức mở liền cái áo này coi coi nó sẽ cho mình cái áo gì nha. Mới hay không đây? Một cái áo mới. Nhìn có vẻ lạ luôn. Lạ hết à. Cái áo này trong set đồ gì ta? Ôi có khi nào cái áo này trong set đồ của chiếc binh ngựa không? Ui dám lắm nè. Mình thấy cái quả tiết nó liên kết với nhau. Nhìn liền mạch cực kỳ luôn. Đội cái nón lên. Đấy, nhìn cũng khá là liền mạch ha. Nhiều khả năng thì áo với nón này là chung một set đấy. Cứ cho là vậy đi ha. Được. Vậy thì cái giáp chiến binh ngựa mình đã đỡ trống rồi nè. Quá đã luôn. Tiếp theo là tới cái nón đi. Để coi coi cái nón thì sao nhá. Hiểu rằng có được một cái nón mới. Trời, nón mới thiệt. Nón này lạ hoắc luôn nha. Nón này hai sừng. Được này. Nhìn có vẻ lạ nữa. Hoàn toàn trong cái căn phòng này chưa có cái nón này luôn nha. Tuy nó không có cùng set nào hết nhưng mà mình sẽ tạm thời treo lên đi. Còn về quần với ủng thì có vẻ là... Ok. Cũng được đi. Mình sẽ tạm thời treo chung với cái set giáp chiến binh màu đen này. Wow. Nhìn nó cũng khá là ok la đấy chứ. Như vậy hôm nay thì quả thật là một ngày may mắn của mình luôn. Khi mà mình lần lượt sở hữu được giáp chiến binh bò địa ngục nè. Rồi còn thêm cái áo trong set đồ chiến binh ngựa nữa. Giờ thì thêm một cái nón mới hai sừng luôn nha. Mà phong cách là phong cách che nửa mặt mới ác ấy chứ. Đây. Không biết là cái áo trong cái set này sẽ trông ra làm sao đây. Hồi hộp quá đi. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ sớm mở ra được cái áo trong set đồ này ha. Và cả set đồ chiến binh đầu lâu này nữa. Đó là hai set đồ mà mình rất là tâm đắc ấy. Sau khi đi săn kho báu rồi thì mình sẽ chuyển sang đi qua thế giới địa ngục này á. Địa ngục màu tím này nè. Chủ yếu là để mình đi săn thêm thật là nhiều những cái magic ingot ha. Mình đang rất là cần một cái số lượng lớn magic ingot để sắp tới mình chuẩn bị cho công cuộc siêu nâng cấp của mình. Nên giờ phải chuẩn bị thôi. Với cả là qua đây cũng là một dịp lý tưởng để mình săn thêm những cái foil netherite ấy. Một công đôi chuyện luôn. Giờ thì mình đập lòng Sebon có thể nói là siêu siêu nhanh luôn ha. Quơ ngang một cái mất tiêu liền. Sao mà đỡ kịp. Mấy con này quýnh không? Ăn hiếp không? Này thì ăn hiếp mình hả? Ăn hiếp mình đi. Giờ mình hơi bị mạnh rồi. Hết ngán rồi. Lọc không phải lọc của ngày hôm kia đâu. Nhưng mà có vẻ là hơi ít phôi nhờ. Để coi được bao nhiêu. Sao càng ngày càng ít ta? Lúc trước á, trung bình là một cái tòa thành giống như vậy là sẽ cho mình được 9 phôi netherite. Nhưng mà bây giờ số lượng nó ngày càng giảm rồi. Nó còn có 7 phôi cho một cái tòa thành thôi. Mà hổm rài mình cũng chưa có dịp khám phá sâu ở dưới lòng đất bên thế giới địa ngục màu tím này nè. Một xíu chắc mình phải đi khám phá thử mới được á. Chưa để loot note cái tòa thành này cái đã. Ây da, mấy con này nó cắn quá trời cắn rồi. Cắn không? Thích cắn không? Chế độ răm bay mình lên. Có mấy tình niên sợ quá nhảy xuống dưới trước rồi cơ. Được, mấy tình niên đã thông minh đấy. Nhảy xuống là một lựa chọn đúng đắn của các người đấy. Rồi, giờ thì chắc chúng ta sẽ đi xuống dưới lòng đất để kiểm tra thử coi coi
dưới này nó sẽ có những gì ha. Mình cũng khá là tò mò ấy. Ồ, nó cũng có hang động các thứ đâu nè. Ồ, nó cũng khá là giống trên thế giới thường của mình ha. Nhưng mà có điều trong hang nó chả có gì hết, không có quặng gì luôn. Ồ, đó là một điều khá là bất thường nha. Một cái hang khác, nhưng vẫn không có bất kỳ một cái quặng nào. Thôi, mỗi ngày mình cày một ít thôi. Giờ thì mình sẽ về nhà để mình còn dẫn gồng đi tìm dùng đất mới nữa chứ. Trước khi đi để mình cắm ở gần chỗ bé rồng một ít hoa ha. Ai, quên nó không ra. Chỗ này mình chưa có trang trí gì luôn á. Thôi, giờ thì chắc chúng ta sẽ tiếp tục cửa rồng và lên đường thôi. Mà nếu được thì kiểu gặp càng nhiều rồng thì càng tốt luôn, để có gì mình còn làm thêm cái lò luyện rồng sấm sét nữa chứ. Giờ mình đang mặc set đồ thép rồng lửa nè. Mai mốt mà mình có thêm set đồ thép rồng sấm sét nữa là tuyệt cú mèo luôn. Nhưng mà tạm thời gác qua cái chuyện đó đi. Bây giờ mình đã tới một cái ngôi làng. Và ngôi làng này có một cái banner hình bông hoa đẹp vậy. Đẹp quá thì phải lấy về làm quà lưu niệm liền chứ. Ở đây cũng có nhiều bông nữa nè. Được cái ta. Mượn của dân làng về mình sẽ đặt xung quanh chỗ của rồng của mình ha. Đặt gần cái chỗ tưởng niệm rồng của mình hợp lý luôn. Làng này nhiều bông mà mình lấy vài chậu về chắc không sao đâu. Mấy bác này ngon ý kiến đi, ý kiến là mình bắt về nhà luôn á. Hơi bị nóng á nha. Banner của cái làng này đẹp đấy nha. Còn banner lạ thôi. Được đấy. Còn bên trong thì sao? Trời, xây nhà rồi lót sàn các thứ hơi bị đẹp. Làng thì cũng đông nữa. Đây là tầng cao nhất luôn rồi nè. Wow, có vẻ ngôi làng này cũng không có quá là giàu có ha. Nhưng mà được cái có cái view ăn tiền nè. Buổi sáng là được nhìn ra biển, ngắm mấy con lăng quăng biển với nàng tiên cá giả mạo ha. Buổi tối thì được nhìn sa mạc các thứ. Quá là thích rồi. Đây rồi. Hai cái tổ rồng luôn á. Ê, thời mình tới. Tới công chuyện rồi. Sẵn rồng thôi, chắc hai con rồng này là anh em với nhau á. Xúc nó. Đóng băng nó liền. Bay đi đâu cưng? Xin nhẹ một ít tiết canh rồng á. À không, vảy rồng chứ. Nhưng mà có một cái nhược điểm là rồng sấm sét thường sẽ cho khá là ít vảy luôn. Ồ, đây là một nhược điểm của loài rồng này ha. Từ khi mình gặp mấy con rồng ở dưới hang thì may ra thôi. Ui da. Chống cự hả? Chống cự là bụng bự nha, coi chừng á. Rồi, lấy tiếp. Ồ, con này thì đỡ hơn con trước một xíu nè. Nó cho mình nhiều vảy rồng xanh hơn. Wow, ba con rồng xanh kế bên luôn à. Thích thiệt sự. Bữa nay là một ngày bội thu rồi. Chống cự hả? Phản kháng hả cưng? Đừng có phản kháng nha không. Rồi, vậy là xong rồi. Ba con rồng mà có 52 vảy thôi là tương đối ít đấy. Tam rồng xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lướt kim tự tháp đi. Ôi, sao đông quái thế. Và kim tự tháp sẽ cho mình những món đồ gì? Có 30% triệu hồi một cái tia sét. Ôi trời, một quyển sách enchant cũng khá là hay nè. Rồi có thêm một cái hammer. Ôi sao nhìn giống búa thò thế. Nhìn đi rang búa thò luôn á. Một cái nỏ. Một cái vest cáo. Áo vest cáo ha. Rồi một cái áo giáp chiến binh gì nữa nè. Một găng tay đấm bốc nữa hả. Giờ đeo này vô lại kiếm anh một mát đấm ảnh thì anh sẽ giỏi đấy. À con này. Sao người muốn kiếm chuyện với ai? Đâu rồi? Cái găng tay đâu rồi? Bữa nay là sẽ cho chiến binh đầu bò đấm không chịu phát lào con đó á. Đâu rồi? Không phải con này. Đừng để chiến binh đầu bò nóng giận nha. Đâu rồi ta? Nó trốn ở đâu rồi ta? Ở đây, nó trốn ở đây nè. Ui, con dung này như nào? Giỡn mặt với chiến binh đầu bò tính nóng võ công cao hả? Đấm là không chịu phát nào nha. Đục một cái nè. Hơi bị dữ. Giỡn mặt hả? Siêu nhanh luôn á. Trời ơi, đấm Reaper không kịp phản kháng luôn kìa. Wow,
Ồ, cái gì đây? Sấm chớp gì đây? Ui trời đất ơi. Ui sao mấy chiến binh gà bị gì ơi? Đấm mấy chiến binh gà tiếp luôn. Vô đây, một mình ta chấp hết, vô đây. Ủa sao tự nhiên mấy chiến binh gà bị đốt cháy quá trời cơ. Trời ơi chết cả lũ luôn. Rồi, vậy là bữa nay có buffet gà ăn luôn rồi. Không hiểu chuyện gì nữa, chắc nghiệp quật á. Ui trời, anh một mắt à. Ui, anh một mắt hết ăn zombie rồi tới ăn nhện. Ui, ăn Reaper nó nổ cho te mồm đây. Yêu. Trời. Ô mai chui. Là dám láo tét ở vùng này hả? Mặc gì, mặc dù đây không phải địa bàn của mình. Nhưng mà đụng là trụng thôi. Xúc. Vô đây. Vô. Mình đấm anh một mắt nè. Đấm anh lên bờ xuống ruộng luôn. Vô đây. Vô đây. Ăn thịt đi, anh ngon anh ăn thịt tôi thử coi. Này thì anh một mắt nè. Giỡn mặt hả? Lao nháo là mình đấm cho nâu mắt liền. Còn về cái cây hammer thì sao? Ôi, cây hammer này y gan bút ho luôn á. Khác một chỗ là cây hammer này không có triệu hồi tia sét được thôi. Phải triệu hồi được tia sét với lại xoay chọi được là y gan bút ho luôn. Này. Nhìn khá là giống á. Đã thiệt. Sau khi trở về từ chuyến đi thì mình có khá là nhiều đồ để mình có thể trang trí quanh cái nơi ở của... À không, quanh cái khu tưởng niệm rồng lửa ha. Ok. Tạm thời mình sẽ trang trí giống như vậy ha. Đấy, để cho khu vực này nhìn nó bớt trống hơn. Chứ ban đầu thì khu vực này cực kỳ trống trải luôn. Chỉ có đúng cái đầu của rồng với lại cái thánh giá thôi hả. Còn trong nhà mình thì bây giờ cũng có thêm những cái banner hơi bị lạ luôn. Mình thấy cái này khá là đẹp ấy. Mình sẽ gắn vô... cái cổng kho báu của mình. Chà chà, đúng là đồ mượn của làng có khác, nhìn hơi bị chớt luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.